Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tô Châu, Trung Quốc hôm 15 tháng 5 đã kết án chung thân một công dân Mỹ về tội danh gián điệp. Ông John Sinh-Hoan Lương, quốc tịch Mỹ, thường trú tại Hong Kong, sinh năm 1945, bị kết tội gián điệp với án tù chung thân và bị tước quyền chính trị suốt đời. Thông báo của tòa án tiết lộ tên đầy đủ của Lương bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, cùng với số SKID, số giấy phép trở về nhà và số hộ chiếu Hoa Kỳ của ông ấy. Ngoài ra, ông này cũng sẽ bị tịch thu 500.000 nhân dân tệ, khoảng 71.800 đô la Mỹ tài sản cá nhân. Trước đó, các cơ quan an ninh thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã áp dụng các biện pháp bắt buộc đối với ông John từ 15 tháng 4 năm 2021 sau khi nghi ngờ ông này thực hiện các hoạt động gián điệp. Bản án được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thông qua dự thảo sửa đổi luật phản gián vào tháng trước, mở rộng định nghĩa của hoạt động gián điệp, trong đó cấm việc chuyển giao thông tin liên quan tới an ninh quốc gia, đồng thời tăng cường các hình thức răn đe đối với hoạt động này. Những điều khoản nặng nề như vậy là tương đối hiếm đối với công dân nước ngoài ở Trung Quốc, và việc bỏ tù Lương có thể sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đã bị tổn hại giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ. Trong khi tòa án Tô Châu không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy có sự ràng buộc trong quan hệ chung giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, các mối quan hệ, các cáo buộc gián điệp được chọn lọc kỹ lưỡng và bằng chứng ủng hộ chúng không được công bố. Đó là thông lệ tiêu chuẩn ở hầu hết các quốc gia, những người muốn bảo mật các kết nối cá nhân, mạng và quyền truy cập thông tin của họ. Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cho biết họ đã biết về các báo cáo rằng một công dân Hoa Kỳ gần đây đã bị kết án ở Tô Châu. Bộ Ngoại giao không có ưu tiên nào lớn hơn sự an toàn và an ninh của công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài, người phát ngôn nói. Do những cân nhắc về quyền riêng tư, chúng tôi không có bình luận gì thêm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân từ chối bình luận thêm về vụ việc tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai. Hoa Kỳ và Bắc Kinh vừa ngừng tiếp xúc cấp cao không chính thức sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hồi tháng 2. Theo Reuters, AFP và AP, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.